0825279 gặp Thuận để Thuận bán cho anh em phải góp không có bị chèn nha. Bình luận góp ý nha anh em, đồng thời chia sẻ lên Zalo và Facebook cho mọi người biết đến Thuận với nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em. Gặp Thuận để Thuận bán cho anh em phải góp không có bị chèn nhẹ.